Hello hello anh em, hè tới rồi anh em ơi. Shop daycan.vn có chương trình khuyến mãi nhân 2 khi nạp thẻ. Khi anh em nạp thẻ vào sẽ nhận được lượt quay miễn phí nha. Anh em tha hồ mua nick về chiến và quay các con quay kim cương cực kỳ hấp dẫn nha. Link shop mình có để dưới phần mô tả và phần comment nha anh em. Ok, hello, xin chào anh em nha. Ok, hôm nay mình gặp bạn Heavy Khả Vi đây các bạn. Bạn này trong quân đoàn Heavy hay sao ấy. Ok anh em, vào thôi. Đây mình sẽ nhảy dùng sắt luôn anh em ơi. Ok, không biết có gặp bạn Heavy Khả Vi không anh em. Ok, nhảy dùng sắt luôn. Ây cha, khá là đông nha, mấy team luôn anh em à. Úi trời ơi, đông. Thì hôm nay mình đã khỏi bệnh hẳn rồi nha anh em ơi. Thì mình lựng cho anh em rất chi là ok đấy. Ok, vào lụm súng thôi anh em ơi. Đây đây, có súng rồi. Gì đấy. Lút đồ nè, chạy vô mình các bạn. Chết chứ bạn ơi, quýu chưa. Thì lâu quá mình mới gặp bạn mới gặp mấy cái bạn quân đoàn Heavy rồi anh em à. Lâu quá mà mình chơi không gặp mấy bạn ấy, bây giờ mình mới gặp anh em. Không biết hôm nay mình có chạm mặt bạn Heavy không nữa. Úi trời ơi, anh kì yếu lắm rồi anh em ơi. Đẩy lên luôn. Ok, hôm nay mình sẽ cầm combo gì anh em cũng không biết đâu. Mình sẽ cầm combo loạn xạ. Chủ yếu hôm nay mình gặp được bạn quân đoàn Heavy anh em. Mình vào mình sẽ săn bạn ấy, mình sẽ giết bạn ấy anh em à. Ok, mình sẽ đụng độ bạn ấy, tem nguyên tem ngay luôn cho anh em xem, cực kỳ hấp dẫn luôn anh em à. Ok, tiếp tục vô thôi. Trời ơi, mình chưa có súng gần nữa, quải đạn thật sự chứ. Mình kiếm khẩu súng gần cái được anh em ơi. Giờ chưa có khẩu súng gần cái đâu. Nào chân mình có khẩu sần gân mini, khẩu này sao bắn được. Khẩu này gặp ba ông thằng sao bắn. Ok anh em, mình lượm được M40 mảng xà nữa mà. Trận này mình cầm M40 và AK nha anh em. Đây, M40 mảng xà. Úi giời, chuẩn bị có keo nữa ơi. Chạy đâu mọi người, chạy đâu. Úi giời, keo đẹp thế. Trời, có keo gì mà xanh thì đỏ, thì le gì vậy. Ra đây mọi người. Úi trời. Đẩy luôn anh em ơi. Ok, lên luôn. Sờ cái lên. À đồ. Ra đây mọi người, M40 kéo tâm nè. Kéo tâm. Úi giời, đâu. Ra đây. Rồi xong. Ui ghê. Dân chơi kéo ngồi anh em ơi. Keo ngồi nè, kẹt các bạn, kẹt keo các bạn. Úi giời, Heavy Khả Vi nè anh em ơi. Mình giết được một bạn anh em ơi, không biết đồng đội mà ngay ở đâu nữa. Giết được Heavy anh em ơi. Đấy, mình nhảy dùng xanh là săn được liền chứ gì. Ok, à rồi bắn nhau. Như cá luôn anh em ơi. Không biết bạn Heavy Khả Vi được đồng đội cứu không nữa. Úi giời, đẩy ngáo nè, đầu sừng các bạn. Thì bạn này mình nghĩ chắc là nữ anh em à. Tên Khả Vi chắc là nữ anh em. Ok, nữ cho đi lẻ thì này chết rồi. Không ổn rồi. Trên nhà còn phải anh em ơi, phải nè. Kéo đầu, trời ơi, anh đi cầm mắc bẫy sao anh em, giật mình luôn chứ. Mình mà bắn không chết, mắc bẫy sụt mình chắc toan luôn. Nhưng mà hai viên chứ, sần cân hai viên. Mình ra đây mình xạo với bạn, cầm sần cân hai viên lắm anh em. Cầm sần cân hai viên, không. Cầm sần cân hai viên, không skin thôi, bắn mình hai viên rồi mình chết queo rồi. Ra đây cái khẩu sần cân nó mạnh ghê gớm anh em à. Anh em có cảm giác thấy không, đi thấy không? Bị cầm sần cân hai viên, không skin mà anh em vẫn bị bắn chết. Hai viên thôi chết, ui rồi loot đồ này thì mua đồ các bạn. Trời ơi, mua đồ của chúng tôi nè. Thấy sọt luôn. Ok, mình nghe chiếc mắt người anh em ơi. Mình cửa sổ, bên phải nha anh em. Đây bên phải nè, nhảy ra bắn luôn nè. Kéo đầu, đẩy thì đẩy không chuối. Xong chuối rồi mọi người, còn bạn này nữa. M40 solo, M40 nè anh em. M40 bích dạng solo với M40 mảng xa anh em ơi. Ra đây bạn ơi. Ok, nóc luôn, nóc 2 nè mà. Gạt luôn, mình xin trái. Ui, trận này toàn nữ luôn anh em ơi. Ok, gạt luôn, NG nữa nè. Úi giời ơi, khá là căng nha. Coi, mình nghe tiếng chân anh em ơi. Bên phải nè, đẩy tới, ê, trước mặt con người đó anh em ơi. Rồi xong, bây giờ mình chạy ra, mình kéo tâm anh em ơi. Đấy, rồi mình chạy ra đây, mình kéo tâm tiếp nè. Kéo đầu tiếp anh em ơi. Trời, lâu quá không bắn mờ, bắn nguyên bắn xà, quá là mạnh luôn anh em à. Ghê gớm, tăng một trúng bắn hai xích thương, quá là mạnh lực luôn. Quá là lực, đây còn bạn anh em ơi. Chạy đâu rồi, anh em ơi, chạy đâu mất tiêu rồi. Ok. Thì shop mình đang có chương trình khuyến mãi nhân 2 khi nạp thẻ, giảm nick, giảm giá nick cùng 100k. Anh em nhanh tay vào mua nick và quay cái quay kim cương cực kỳ hấp dẫn nha anh em ơi. Nạp thẻ nhân 2 anh em. Ok, vào nhanh thôi, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết. Nick rất là ngon anh em ơi, cực kỳ nha anh em ơi. Vào sẵn đi anh em ơi. Ok, vào thôi. Mình thấy một bạn đây anh em. Chạy đâu vô thoát với mình, chạy đâu vô thoát đi Khang anh em ơi. Chạy đâu, trời ơi. Để Khang khỏi bệnh thì bắn thì úi rồi ôi luôn ấy, đừng có đùa nha. Chạy đâu, úi rồi, mất tầm mày. Trời ơi, bỏ nha mà. Mất tầm mày bỏ thì sao giờ. Đây, mình mới mua cái xu thợ săn này anh em. Đây, trước sát bên có người luôn nè. Đây, giống bạn Heavy Khả Vi quá vậy ta. Giống bạn quân đoàn Heavy quá vậy, đây chứ gì nữa. Chính bạn này chứ đâu anh em à. Đây, nóc rồi nè anh em à. Đồng đội, trận cửa này có đồng đội tới hả.
chẳng này có được chờ có đồng đội tới đó hả bạn ơi. Ok Liêm bạn cũng là đồng đội thấy đúng rồi. Rồi đây giờ mình giết cu này biết bao nhiêu kill ấy mà. Trời ơi, quá là nhiều kill luôn ấy, giết đây giờ khá là nhiều luôn ấy. Mình giết bạn này khoảng 3 lần rồi nè mà. Bạn Heavy mình giết cứ 3 lần hay sao ấy. Ê, 2 lần chứ. À, một lần bên dùng xanh, một lần ở đây. À, gì đây, đáp dùng xuống. À, đứa nè, lại bạn Heavy ấy mà. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, giết 3 lần rồi nè mà. Rồi, đáp dù trên này thì to rồi. Anh đi, bạn này tính trả thù mình anh em. Tính kiểu mình giết xong, đáp dù xuống, lượm súng giết mình lại nè mà. Nhưng mà, sai rồi, Đế Khang nghe tiếng chân, Đế Khang tỉnh lắm anh em. Ui UAV đông quá. Đế Khang tỉnh lắm, Đế Khang biết bạn ở đâu chưa à, chứ phải không biết đâu nha. Đế Khang xài data đấy nè mà. Data nhìn xuyên map đấy. Úi trời. À trên đây có hàng chạy lên. À gì đấy. Không ổn. Từ từ nha mà. Không ổn. Không gấp. Trận này mình phải lấy top 1 cho anh em xem. À đây. Nhìn cái gì rồi lên luôn nè, nhảy ra bắn luôn nè. Chạy đâu chưa thoát với Đế Khang nè, chạy đâu chưa thoát. Tính chạy các bạn, dễ chạy lắm. Trời ơi, dễ chạy lắm, còn bạn cho cục đá khá là khó chịu cho anh em. Ke đầu nè, lú cái đầu ra thì chỉ có tét cái đầu thôi anh em ơi. Trời ơi, đây cái quỳ, cái xu thợ săn mình còn ở đây còn một bạn nữa mà. Đúng rồi, xuống đây núp làm gì đây, xuống đây núp anh em à. Quải đạn thật sự chứ. À đâu, quải đạn. Trời ơi, cái gì này núp mẹ. Mình được keo anh em ơi, không được keo, không gạt rồi, bị KS là bị cây cú đấy. Trời ơi. Ok, nóc anh em ơi, mình cho lưu đạn xuống, mình gạt cho nó an toàn các bạn. Úi trời, đẩy xuống anh em ơi. À, bây giờ mình xuống đây mình nhìn mình gạt. Ôi, bị két sao vậy? Đâu có cái xác đó vậy anh em? Quả đạn sửa chứ. À, cái đồ săn vẫn còn mà. Ôi khoan. Ui, lại nóng nó li. À, sao lưng con người nè. Ngoài bo trời ơi, anh đi ngoài bo bị Đế Khang cam bo chết. Anh em nào cứ cam bo lì cho mình đấy. Cứ cam bo lì, anh đi thì không bao giờ chạy bo được, chắc cuốn với anh em luôn. Một là chết bo, hai là bị mình bắn chết chắc luôn nha mà, không bao giờ chạy bo được đấy. Mình cứ ngồi đây nè, đã bà ghi chúng tao nữa. Ui trời, trận này có bà ghi chúng tao nữa nha mà. Quả đạn tôi gặp quân đoàn lớn không anh em. Trời ơi, thôi đoạn kia mình bỏ anh em ơi. Bây giờ mình vô đây mình lia bạn này, bố bạn này sao, hình như nguyên team hay sao anh em ơi. Mình cái bông keo giống các bạn của Heavy quá vậy, nguyên team của bạn Heavy luôn anh em à. Còn ba bạn mình không biết này chung team hay khác team nữa. Ok, mình mua quy rồi sang. Ủa không được, hết mua được máy quét anh em à. Ui trời ơi, à bên trái người, chúc mặt mình ảnh em. Heavy, bạn Heavy đấy mà, mặc đồ y hình luôn nè. Đây, bây giờ bắn mình khá là đau anh em. Cầm FPD hay là cầm cẩu AC-80 sao ấy. Bắn nhiều giáp mình mấy viên rồi còn nửa cây máu à. À trên đồi bắn mình thế nào. Quay. Chỗ mình mưa khá là to, anh em không cảm. Bật cô đô vậy cái bắn, gài đạn cái anh em ơi. Chơi luôn nè, ok anh em, nấp mồm anh em ơi. Gạt, không. Chuẩn bị chạy vô của người nè. Heavy, bạn anh em, bay mũ luôn. Còn bạn cuối đầu sừng anh em à. Đây đầu sừng, đồng đội của bạn ấy hết luôn. Ba bạn này thêm chung thêm anh em ơi. Ra đây sấy nè. Úi ôi đập keo chạy. Úi trời ơi. Không ổn. Sạch gần anh em ơi. Sạch gần anh em à. Không ổn anh em à. Không lên gấp, không nên vội. Từ thôi, không nên vội. Bạn này cầm sạch gần, mình cầm mới mua mà anh em. Đây tầm sát bên anh em, không nên xử lý tầm sát tầm gần với sạch gần anh em. Mình phải giữ khoảng cách nha. À cứu hay sao vậy anh em? À không cứu. Gạt hết chân rồi, mình gạt hết chân hai bạn rồi. Còn bạn à đây yếu rồi anh em ơi, nhảy ra bắn luôn nè. Còn 11 viên cuối cùng, còn một viên cuối luôn anh em ơi. Ok, bà ghẹ chúng tao với em với chung team luôn nào anh em à. Anh em xem video nhớ like, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ trên Đế Khang nha anh em ơi. Đế Khang vừa coi bệnh nên bình luận còn hơi bấp bấp anh em à. Anh em thông cảm giúp mình nha. Đừng quên vào shop Đế Khang vào tham khảo những nick cực kỳ ngon nha. Ok, trận này khá là căng anh em à, bắn khá là bay đầu nha, bắn đầu sừng tét mũ anh em à. Bye anh em nha.